Đây nè quý vị ơi, đang ngồi với cô dâu Minh Hằng nha. Nè, đây là Khả Như, là cô gái mà đang nãy giờ chụp cái áo nãy giờ. Dạ, chắc chụp bông không được giờ em chụp áo. Tại sao từ nãy giờ em cứ ngồi mân mê cái áo ra ngoài vậy? Thèm thuồng gì một cái áo? Với lại cái bông bây giờ cũng lại nhiều như em, tức quá thì tức rồi. Đó, rồi đây nè, nãy giờ Jun Phạm bây giờ đã thay đồ luôn nè đó. Dạ không, tại vì ăn uống hàm hồ. Hồi nãy em cạn nó đó, không nên giật bông của chị rồi đó. Ừ, em nghệ sĩ đó. Gì mà từ nãy giờ cái gì cũng đòi ăn không anh? Nhưng mà em xin đó là không được. Thôi dạ, trời ơi. Đồ quá, giật lại nó. Em, cô dâu sắp tới. Sao ăn dữ vậy? Sao nó giật được bông á? Hồi nãy em thấy không? Hồi nãy em lúc mà em liền bông nha, nó giật bông còn hơn giật dây chuyền nữa. Trời ơi, một hồi tôi gắn cái đoạn nó vô cho mọi người coi nha. Nó túm lại, trời ơi, tôi sợ nó luôn á. Bên đằng đẹp quá, cho mọi người đứng coi cái váy cưới của đẹp quá nè. Xoay vòng nè. Xinh quá nha, quá xinh luôn. Xuất sắc. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp nha. Hôm nay cảm nghĩ thế nào? Hôm nay rất là vui, rất là hạnh phúc vì mọi người ở đây với mình. Chung vui với mình, với lại biển, và nắng, và gió, và yeah. Có tình anh em. Chúc em luôn luôn hạnh phúc nha, lúc nào cũng cười như vậy nha. Ăn quá, nghệ sĩ ăn quá, ăn từ nãy giờ. Nè, cái dĩa tôi, cái người cần ăn thì không cho ăn. Sao nghệ sĩ, trời ơi, sao cái đầu gì trái mảng cầu vậy? Trời ơi. Ăn uống. Sao mình không có gì ăn được vậy? Con cua. Con cua đã tới rồi mấy anh chị ơi, em ăn nha. Cái gì? Em thấy chị Khả Như không được sang á. Không được sang hả? À? Tại sao vậy? Người ta chưa phục vụ kịp. Gọi cho cái gì không kêu. Con cua tôi đâu. Sao em hàm hồ vậy Như? Đâu? Ôi sao ghê vậy? Quê của em à. Quê của em. Em ơi, mình nghệ sĩ mà giữ tư cách em ơi. Cô đâu của em. Mình đi ăn đám cưới đi, nhưng mà đi giật cô hồn mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, xíu gì hả mày? Trời ơi trời. Sang lên. Ăn mình sang lắm, đây cho mọi check in không. Ủa. Trời ơi. Con dao còn miếng trứng muối nè. Thấy không? Nãy giờ bé ngồi lịch sự khả ngân. Đẹp đẽ. Đâu ăn 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 sang coi, nhẹ nhàng. Đó, trời ơi con quỷ. Ê, chứ nãy giờ em giỡn thôi. Tức là em là những người sang trọng. Chia nha, chia cua nha. Cũng đã đến lúc. Cũng đã, em quay im anh cái coi. Dạ, cũng đã đến lúc là em ăn dạy nãy giờ đó. Ôi, kìa. Ủa, đúng không? Đó là nơi. Nghe đám cưới mà đổ vô trái rối vậy. Không cho ăn. Cô dẫn dễ tới hoài. Cho coi hết clip này cái clip kia, không cho ăn. Hát nữa. Hát nữa. Cái nào chú để hát khoảng 6 phút. Hát kiểu vậy. Ừ, hát xong nói nữa. Trời ơi trời, trao nhẫn. Ăn nha, ăn nha, không nói nữa. Ăn nha.